Thưa quý vị, từ cuối năm 2022 cho đến nay, thị trường trái phiếu trở nên nóng bỏng. Nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu không được trả đúng hạn khiến họ lo ngại hơn về thị trường trái phiếu, giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng về những vấn đề liên quan đến trái phiếu. Ngân hàng Nhà nước chưa công bố rõ danh tính của 11 ngân hàng này, cũng như những sai phạm cụ thể. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, hiện các ngân hàng đang nắm giữ gần 190.000 tỷ đồng trái phiếu. Thống kê tại gần 20 ngân hàng thương mại, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận giảm 9% trong năm 2022. Trong đó, hơn một nửa nhà băng giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp. Đáng chú ý, chỉ 17 ngân hàng đã nắm giữ khoảng 188.000 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, ngân hàng quân đội MB Bank là nhà băng đứng đầu hệ thống về số lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ với 46.870 tỷ đồng, tăng 4.500 tỷ so với cuối năm 2021. Techcombank từ quán quân về trái phiếu doanh nghiệp nhiều năm liền trước, đến cuối năm 2022 lùi về vị trí thứ hai với hơn 41.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ. Cuối năm 2021, số dư trái phiếu doanh nghiệp của Techcombank lên tới 62.000 tỷ đồng. VB Bank nắm giữ 32.800 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với năm 2021. Tăng lượng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022, TP Bank cũng trở thành một trong 4 ngân hàng nắm tới gần 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, lượng trái phiếu doanh nghiệp tính đến cuối năm 2022 của TP Bank đang đứng ở mức 21.600 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Các ngân hàng khác như SHB, BIDV, Vietcombank, Ngân hàng Quốc dân, Vietinbank, HD Bank cũng dao động từ 13.000 tỷ đến 5.000 tỷ đồng. Một số chuyên gia cũng cho rằng việc một số ngân hàng ồ ạt mua trái phiếu doanh nghiệp trong nhiều năm qua có thể nhằm mục đích đảo nợ, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp cũng có thể là cách giúp cho các ngân hàng thương mại vừa lách luật để cho vay doanh nghiệp bất động sản. Các công ty chứng khoán lại vừa tránh được lệnh siết cho vay vào lĩnh vực rủi ro, không phải trích lập dự phòng rủi ro, vừa làm sạch bảng cân đối tài chính. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức giảm lãi suất điều hành 1 điểm phần trăm và giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một hành động kịp thời, đúng thời điểm và sẽ có tác động tích cực đến thị trường, giúp giảm nhanh mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian tới. Bắt đầu từ hôm nay, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% một năm xuống 3,5% một năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7% một năm xuống 6% một năm. Đồng thời, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên cũng giảm từ 5,5% xuống 5%. Đây được coi là hành động khá bất ngờ nhưng cần thiết trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn cao và trên thị trường quốc tế, Fed vẫn đang giữ nguyên quan điểm sẽ giữ và tiếp tục tăng lãi suất. Việc Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng giảm lãi suất điều hành trong thời điểm này là một trong những cái quyết định tương đối là hợp lý và linh hoạt. Đây cũng phản ánh cái nỗ lực của cơ quan quản lý trong suốt quá trình qua đã có khá là nhiều sử dụng nhiều biện pháp để nhằm hạ nhiệt lãi suất để ổn định thị trường cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Và việc mà tôi đánh giá là cái mức độ giảm lãi suất lần này tuy là mức độ không lớn nhưng mà sẽ có cái tác động khá là lớn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp bất động sản, trong việc là có thể được tiếp cận với một cái nguồn vốn, có cơ hội tiếp cận với một cái nguồn vốn có cái mức chi phí thấp hơn một chút. Trước đó, từ 27 tháng 2 đến mùng 6 tháng 3, các ngân hàng cũng đã đồng loạt hạ lãi suất huy động 0,5 điểm phần trăm xuống quanh mức 9%. Và với việc lãi suất điều hành được giảm, lãi suất cho vay trong thời gian tới sẽ được giảm nhanh chóng. Trong tuần vừa rồi và trước ngày 6 tháng 3 thì các ngân hàng đều đã hạ từ 0,2 đến 0,5% cái mặt bằng lãi suất huy động. Thế và lần này lại cùng với cái việc mà hạ một số các cái mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước như vậy thì nó sẽ là một cái chỉ dấu rất là rõ ràng cho thị trường rằng Ngân hàng Trung ương mong muốn là lãi suất nó sẽ hạ tiếp xuống. Thế và chúng ta sẽ có thể kỳ vọng rằng là bắt đầu hết tháng này và sang quý sau thì lãi suất nó sẽ hạ nhiệt. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thực sự giảm được lãi suất cho vay, tránh tình trạng lãi suất điều hành giảm nhưng lãi suất cho vay tại hệ thống ngân hàng vẫn trên trời.
ngân hàng luôn sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ tín dụng cần phải đặt trong tổng thể các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, do đó cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan, bộ ngành, hiệp hội và các doanh nghiệp. Đây là khẳng định của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại hội nghị nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Theo báo cáo mới nhất, dư nợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 tăng 8,28% so với cuối năm 2021, chiếm khoảng gần 19% tổng dư nợ tín dụng chung toàn nền kinh tế. Mặc dù tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên cấp tín dụng và được triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ khơi thông, nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó tiếp cận vốn. Thì trong luật tổ chức tín dụng ấy, càng và các cái tiêu chuẩn quản trị của các doanh nghiệp hiện tại ở của ngân hàng ấy, thì càng ngày doanh nghiệp nhỏ vừa càng khó tiếp cận vốn tín dụng. Vì sao thế? Bởi vì là các cái ngân hàng thương mại sẽ là cái đơn vị trực tiếp là cung ứng cái nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp, và các cái tiêu chuẩn quản trị thì ngày càng đòi hỏi là doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp nhỏ vừa phải có cái khoản vốn đối ứng càng ngày càng lớn. Thì đây lại là một cái bất cập của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa. Lý giải về điều này, các ngân hàng khẳng định không tạo khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng hiện ngân hàng đang áp dụng những tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế, không thể hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng. Tuy nhiên, cũng sẽ tạo các điều kiện hành lang tốt nhất để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Thì tôi nghĩ là ví dụ như là doanh nghiệp SME muốn tiếp cận được nguồn vốn vay vốn ngân hàng thì họ phải có một khả năng quản trị được kinh doanh của họ thực sự là tốt, chứng minh được cái tính khả thi của các phương án vay vốn. Ngoài ra họ cũng có chuẩn bị sẵn những nguồn lực về vốn tự có để tham gia các phương án kinh doanh, chứ không thể là dùng hết vốn vay ngân hàng được. Tuy nhiên, các ngân hàng sẽ căn cứ vào các việc tính khả thi của các phương án kinh doanh và khả năng quản trị của bản thân các doanh nghiệp, cũng như là các cái xu hướng của các ngành hàng để quyết định mức vốn tự có tham gia. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định ngành ngân hàng luôn sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định, theo thẩm quyền, thì tôi cũng khuyến khích các đồng chí đến mức tối đa các đồng chí có thể làm được mà đang quy định hiện nay để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Thế rồi thì cái hạn mức tín dụng cho từng doanh nghiệp tạo điều kiện cho khách hàng. Thế và cái cải cách thủ tục hành chính, hồ sơ, thế rồi đặc biệt là các loại phí. Thế và đặc biệt nữa, có một cái ý nữa tôi cũng đề nghị các ngân hàng thương mại phải rất quan tâm, đã là đối tượng ưu đãi và thuộc chính sách của nhà nước thì phải được thực hiện theo đúng chính sách của nhà nước. Để tiếp tục mở rộng tín dụng hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh ổn định cho người dân, doanh nghiệp. Cho ý kiến về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, chiều 15 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị ban soạn thảo bổ sung việc thu tiền khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ sản xuất công nghiệp vào luật, đồng thời giải thích rõ các thuật ngữ trong luật phù hợp với kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính khả thi của luật. Cho rằng luật có đến 33 điều giao chính phủ quy định chi tiết, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo làm rõ dự án luật tài nguyên nước sửa đổi là luật khung, luật ống hay luật chi tiết. Theo các đại biểu, tinh thần xây dựng luật hiện nay theo chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền là không giao chính phủ mà đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cái gì cụ thể cần luật hóa và đưa ngay vào luật. Tôi đề nghị thảo luận thêm là luật khung hay luật chi tiết. Tôi thì quan điểm của tôi thì nên quy định là cái luật chi tiết. Đi vào cụ thể, các đại biểu đề nghị làm rõ đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo điều 69 của dự thảo luật. Theo các đại biểu, cần bổ sung lộ trình thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vì hiện nay đang được nhà nước hỗ trợ. Đặc biệt, cần thu tiền khai thác tài nguyên nước phục vụ sản xuất công nghiệp vốn đang để trống trong luật. Cái nước cho công nghiệp thì ở đây thì được phép khai thác cho sử dụng vào mục đích công nghiệp. Thế nhưng mà có thu tiền cấp quyền khai thác cho cái nước sử dụng cho các mục đích công nghiệp hay không? Thì ở trong đây chúng tôi đọc thì cũng chưa thấy rõ. Thì đề nghị cơ quan soạn thảo cũng làm rõ hơn các cái chính sách đối với nước sinh hoạt, với nước nông nghiệp và cái nước công nghiệp. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2 năm 2023.